Hi everybody, welcome to my channel Kitten Melvin, and today is rainy day. I record about my cat Catmin. This is Catmin. She is a silver cat and she eating boiled chicken and eating nut. If you find interesting my video, please like and subscribe to my channel. Chào các bạn nha, chào mọi người đến channel mình Kitten Melvin. Hôm nay mình cho quả đu đủ đây để cho bé Mamin. Mà bé Mamin bé không có để ý đến quả đu đủ này luôn. Và các bạn xem video trên kênh của mình thì thú vị thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh của channel của mình nhé. Để nó ngay thịt gà.